Con trai thay mặt của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng gửi lời cảm tạ, cảm ơn đồng hành cùng bố trong chuyến lưu diễn cuối cùng của cuộc đời. Không giấu được niềm thương tiếc, con trai của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng đã chia sẻ gây xót xa trên trang cá nhân. Vào sáng ngày 20 tháng 2, nhiều nghệ sĩ và biết đã có mặt tại nhà tang lễ quốc gia Hà Nội để tiễn biệt cố nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng với nơi an nghỉ cuối cùng sự ra đi của cây đại thụ. Cố nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng là mất mát lớn của gia đình và làng giải trí Việt Nam. Đến chiều ngày 22 tháng 2, hai ngày sau khi bố được an nghỉ, con trai cố nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng đã gửi lời cảm tạ gây xúc động trên trang cá nhân. Dương Dương, con trai út cố nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng viết như sau: "Con, em xin thay mặt bố gửi lời cảm ơn tất cả mọi người vì đã dành tình cảm yêu thương rất nhiều cho bố, đã đồng hành cùng bố trong chuyến lưu diễn cuối cùng của cuộc đời mình. Chuyến lưu diễn không cắt xê, không ánh đèn sân khấu, không khoa trương, không ồn ào, chỉ có khán giả, chỉ có những người đồng nghiệp và tình yêu. Tạm biệt ông ba nhỡ, tạm biệt bố, yêu bố." Trước đó, sau khi lễ an táng nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng hoàn tất, con trai cả cũng thay mặt gia đình có chia sẻ đầu tiên như sau: "Thế là bố đã kết thúc một hành trình thật đẹp và đầy ý nghĩa. Bố được sống với đam mê, được hy sinh cho đam mê số một của cuộc đời mình. Mối quan hệ giữa bố và con trai luôn đặc biệt. Bố với con cũng vậy. Có những điều, có những thời khắc mà cả hai chỉ cần im lặng thôi là có thể cảm nhận được. Nghỉ ngơi thôi bố, bố vất vả nhiều rồi. Gia đình thật sự cảm động trước tình cảm mà tất cả mọi người đã dành cho bố. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất." Rất nhiều vòng hoa đã được gửi thay cho lời tiễn biệt cây đại thụ của làng giải trí Việt Nam. Trước đó, rất đông đồng nghiệp bạn bè đã đến nhà tang lễ để thắp hương vĩnh biệt cố nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng. Dù nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng đã trở về với đất mẹ, nhưng những đóng góp, cống hiến của ông vẫn còn mãi trong lòng người hâm mộ Việt Nam. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị.